Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tính đến 10 giờ ngày 29 tháng 4, mưa rông xảy ra trên địa bàn đã làm tốc mái tôn diện tích khoảng 100m2 của một hộ dân ở xóm Ao Cang, xã Ba Xuyên, một hộ gia đình tại tổ dân phố Cử, phường Lương Sơn. Bị cây đổ làm hư hại khu chuồng trại có diện tích khoảng 70m2, rất may không có thiệt hại gì về người, mưa rông cũng đã làm giạt, gãy đổ trên 3 hecta lúa, ngô tại phường Lương Sơn tổng thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng, ngoài ra cũng làm đứt một số băng rôn tại các tuyến đường trên địa bàn. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã chỉ đạo xã Ba Xuyên và phường Lương Sơn huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, bảo vệ tổ dân phục hỗ trợ các gia đình dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Lực lượng trực của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông đã khẩn trương thu dọn cờ, băng rôn khẩu hiệu bị đứt để đảm bảo an toàn trên các tuyến đường.